Xin chào tất cả mọi người, mình là Giang Tiến Anh. Và hôm nay sau một buổi học về lớp Time Management, tức là môn học quản lý thời gian của thầy Trần Mạnh Hải, thì hôm nay mình đã tự viết nên một cái thời gian biểu của chính mình trong một tuần tới. Và mình cũng đồng thời đặt ra được cái mục tiêu cho tuần tiếp theo này của mình. Thứ nhất thì vào buổi ngày mai thứ sáu, mình sẽ thức dậy vào lúc 6 giờ. Sau đấy 7 giờ mình bắt đầu ngồi làm bài luận và bài chủ đề của mình riêng, đồng thời là đọc sách cũng như là xem YouTube. Đến 11 giờ mình sẽ bắt đầu nấu cơm. Đến 12 giờ mình ăn cơm và nghỉ trưa vào lúc 1 giờ trưa. Đến 17 giờ chiều thì mình bắt đầu đi tập chạy. Đến 18 giờ mình sẽ bắt đầu vệ sinh cá nhân, đồng thời là nấu cơm và ăn uống. Đến 19 giờ mình lại tiếp tục bắt đầu làm bài tập. Cho đến 23 giờ mình đi ngủ. Và thứ bảy mình cũng thức dậy vào lúc 6 giờ. Và 7 giờ mình bắt đầu ngồi học. 9 giờ mình sẽ đi ship hàng. 11 giờ đi nấu cơm. 12 giờ mình sẽ bắt đầu ăn cơm, nấu cơm và nghỉ trưa cũng vào lúc 1 giờ trưa. Đến 14 giờ mình sẽ dậy và học. Đến 17 giờ mình sẽ đi chạy bộ. Và 18 giờ về nhà nấu cơm. Sau khi nấu cơm, vệ sinh cá nhân và hoàn thành tất cả công việc thì mình sẽ đi nghỉ vào lúc 23 giờ. Vào chủ nhật cũng như vậy. Những ngày thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ của mình, vậy nên mình thường sắp xếp mọi thứ nó như nhau. Tất cả đều là ở nhà làm bài tập. Thi thoảng đi ship hàng, đi gửi đồ. Và luôn luôn ngủ đúng giờ. Chỉ có những ngày như là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nếu có bài tập để làm thì mình sẽ có thể, nếu mà bắt buộc thì mình phải đi ngủ muộn hơn một tí. Từ thứ hai đến thứ ba, thứ tư, thứ năm là những ngày đi học chính thức. Thế nên là mình sẽ thức dậy lúc 6 giờ cho đến 7 giờ đi học và luôn về nhà vào lúc 11:30 để nấu cơm. Và mình nấu cơm cho cả phòng ký túc xá sẽ mất khá nhiều thời gian, nên 12:30 mình mới ăn cơm và nghỉ trưa vào lúc 13:30. Sau đấy 17 giờ mình luôn luôn có một buổi chạy. Chỉ có thứ năm và thứ hai là lịch tập chạy của nhà trường, và tất cả những ngày còn lại thì do mình tự chạy hết. Sau đấy vào 18 giờ mình bắt đầu ăn tối và vệ sinh cá nhân xong xuôi tất cả là vào lúc 20 giờ mình sẽ bắt đầu ngồi làm bài tập và quay video cũng như là viết các bài luận. Đến 11 giờ đêm thì mình sẽ đi ngủ. Và mục tiêu trong tuần tiếp theo của mình đó chính là hoàn thành được một nửa bài chủ đề mà mình chuẩn bị làm. Cái thứ hai đó chính là chạy đủ 70 km trong một tuần. Cái thứ ba đó chính là ngủ đủ giấc và ngủ đúng cái state, cái barem ở trong giấc ngủ của mình. Phần trình bày của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn.